Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Mẹ Mai Phương, tôi mong mẹ Phùng Ngọc Huy mời qua nhà để thăm cháu. Từ khi La Vi sang nhà ông bà nội, tức là bố mẹ của Phùng Ngọc Huy ở, thì ông bà ngoại muốn được mời sang thăm vì quá nhớ cháu. La Vi mất mẹ Mai Phương khi còn quá nhỏ, chính vì thế mà bé trở thành mối quan tâm của người hâm mộ sau khi cố diễn viên qua đời. Đến hiện tại, con gái Mai Phương đã được bố mẹ Phùng Ngọc Huy đón về chăm sóc, chờ ngày bố về nước đón sang Mỹ. Thời gian qua, bố mẹ nữ diễn viên nhờ luật sư can thiệp vào để giành quyền nuôi cháu gái từ hai cô bảo mẫu. Tuy nhiên, đến nay cả hai đã giữ im lặng khi La Vi được phụ huynh Phùng Ngọc Huy đón về chăm sóc. Khi con gái Mai Phương về nhà nội, ông C bà Tâm luôn nhớ đến cháu, chỉ muốn nhận được cuộc điện thoại gọi đến và mời sang nhà chơi nhưng chưa có. Mẹ cố diễn viên bộc bạch, đã quá nhớ cháu, muốn chăm sóc La Vi trước khi Phùng Ngọc Huy chưa thể về nước. Bà Tâm sự, tôi nhớ cháu, đối với tôi tiền bạc không quan trọng. Chỉ muốn được nuôi chăm sóc cháu trong thời gian Phùng Ngọc Huy chưa thể về nước đón con. Trước những nguyện vọng mong muốn qua nhà bố mẹ nam ca sĩ, mẹ Mai Phương chia sẻ tại báo chí. Tôi mong muốn ông bà nội gọi điện thông báo là bà Tâm ơi, tôi đón cháu về rồi, mời ông bà qua chơi. Hai bên chúng ta cùng nói chuyện. Dù gì tôi cũng là bà ngoại của bé La Vi, nuôi cháu 5 năm. Từ ngày Phương đẻ cháu còn đỏ hỏn trong viện đến khi đổ bệnh, tôi muốn hai nhà là một. Cùng nhau nuôi cháu, xem như người một nhà. Trách nhiệm của chúng tôi như nhau, nên tôi muốn bốn người già cùng chung tay chăm sóc cháu, như vậy sẽ tốt hơn. Kể cả ông bà ấy không có tiền, tôi sẵn sàng bỏ tiền để chu cấp. Nếu lo ngại việc ông bà lớn tuổi không thể đưa cháu đi học, tôi sẵn sàng làm thay. Miễn là tôi được ở bên cháu trước khi bé sang Mỹ với bố. Nhưng chắc chắn ước mong của tôi khó thực hiện, vì tôi biết ông bà nội La Vi chẳng ưa gì mình. Theo chia sẻ từ anh Minh Nhật, quản lý của Mai Phương tiết lộ, La Vi đang sống vui vẻ, ngoan ngoãn và ăn uống rất tốt tại nhà nội. Hai cô Mi thường xuyên sang để cùng bố mẹ Phùng Ngọc Huy chăm sóc và đưa đón bé đi học. Quản lý cố diễn viên chia sẻ, La Vi rất thông minh, khả năng giải thích nghi của bé là do trời phú. Hai cô bảo mẫu vẫn thay phiên qua nhà nội của La Vi hỗ trợ chăm sóc bé. Vì hai cô Mi khi nào cũng ở bên cạnh, nên La Vi không có gì bỡ ngỡ. Gia đình, nhà nội, mọi người đều chung tay bảo vệ La Vi để con được bình an. Chuyển về ở với ông bà nội, La Vi mỉm mỉm. Tôi và mọi người hay chiêu đùa, bé là ú nu hiền muội. Những mong muốn của bà ngoại bé La Vi gửi đến bố mẹ Phùng Ngọc Huy hiện tại cũng chưa ai lên tiếng trả lời. Điều này cũng rất khó khăn cho phụ huynh của cố diễn viên. Vì trước đó bà luôn thay đổi và phát ngôn những ý kiến khó có thể chấp nhận được. Hy vọng thời gian tới, cả hai ông bà sẽ dõi theo và ủng hộ những người đang chăm sóc cháu ngoại một cách tốt nhất.